Kính chào bạn, quý khách hàng yêu quý của Cao Audio. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Chúc quý khách nghe nhạc vui vẻ. Chế độ Bluetooth đã được bật. Đã kết nối Bluetooth thành công. Mình sẽ mở mắc volume cho mọi người nghe nhé. Là thường các loa tầm cùng tầm giá mà mình mở mắc volume nó sẽ bị rè, nó sẽ không hay. Riêng loa Cao 600 nhà mình mở mắc volume thoải mái luôn, các bạn đừng có tẹt nhé. Không hề dê, không hề bị rè một chút nào. Như phòng nhà mình mở nghe rất là đã. Đừng tình tránh yêu thương nhân dân, chẳng gieo thân sắc trong biển lửa chan, để lại mối nhân duyên nắng cay lưu truyền trần gian. Ngoài tính năng Bluetooth này thì mọi người ở cái loa này sẽ còn các tính năng là chế độ nghe đài radio. Đài radio. Chế độ Bluetooth đã được bật. Ngoài chế độ là đài radio ra và Bluetooth ra thì mọi người còn có thể nghe bằng USB như các mẹ mà mua cho con học tiếng Anh ấy. Các mẹ hay có thói quen là cóp nhạc tiếng Anh USB sau đó cắm vào đây cho các con nghe rất thoải mái. Cái tính cái loa này nó cũng đáp ứng được nhu cầu đấy của các mẹ. Ở đây là ngăn chứa khay thẻ nhớ. Đây là cổng sạc. Đây là mở tắt và mở on off. Và khi mà mọi người mua loa K600 thì bên mình sẽ tặng cho mọi người một cái micro. Mọi người có thể hát. Mọi người sẽ hãy kết nối Bluetooth với điện thoại như vừa mình kết nối đấy. Đó, mọi người kết nối điện thoại, sau đó mình cắm mic vào và mình hát karaoke bình thường. Đấy, loa rất là nhỏ và rất là nhiều tính năng, rất là hay. Đấy, mọi người có thể mở mắc volume thoải mái mà không sợ bị rè như các loa khác. Liên hệ cho mình ngay nhé để được báo giá free ship toàn quốc.